chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Tại mình đang đứng ở cảng Trần Đề buổi trưa 3:30 chiều rồi, trời nắng quá trời luôn. Đây là cảng Trần Đề nè mọi người. Giờ mình để xuống đây mình mua vé. Mình mua vé trước, nếu mà có tiếng đi mình sẽ đi qua con đảo luôn, không có thì mình sẽ mua vé đi để ngày mai đi. Trước màn hình mọi người là con tàu Super Đông, tàu đó sẽ đi qua con đảo. Đây, mình qua đây. Ghế ở đây hả? Còn mát quá trời luôn nè. Bên đây, bên đây, bên đây. À, bây giờ còn vé đi qua bên đảo không vậy chị? Mai chị ơi. Mai là mấy giờ vậy? Mai là mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ sáng mai. Dạ đúng rồi. À, 3 người lớn, 1 em bé. Có chứng minh em chị. Chứng minh hả? Chứng minh có 1 người được không? Là sao? Em bé phải giấy khai sinh nữa hả? Dạ đúng rồi, khi đi tàu thì em mang giấy khai sinh, còn người lớn thì mang giấy chứng minh thân cho em nha. Rồi. Vì mình đâu có giấy gì đâu, em bé sao đi được? Vậy thì mình có người lớn mà em bé không có người vậy hả? Nhưng mà trường hợp mình không có đem giấy khai sinh thì nhà chụp ảnh giấy khai sinh cả bao nhiêu luôn đi. Chú anh chị em và các bạn nha, hiện tại mình đang ở cảng Trần Đề. Đây là bến cảng. Đây là chỗ cho hành khách ngồi nè, ghế dành cho hành khách ngồi đợi tàu. Đó là sau lưng của mình á. Một buổi sáng ở cảng Trần Đề rất là đẹp. Đây là mọi người đang xuống chuẩn bị đi xuống tàu đi. Đi tuyến sớm nhất của Super Đông là 8 giờ. Bây giờ là toàn cảnh nhà cảng của bến tàu của Trần Đề á mọi người. Bên đây là phần nhân viên xuất vé.
khách nào. Chuyển